Hôm nay tại tổ đình hộ pháp chúng ta tổ chức cái buổi tắm Phật cho đại chúng ở trong chùa. Bữa ngày mai bắt đầu Phật tử khắp nơi về bên đại Tùng Lâm. Thì từ buổi chiều 6 giờ mùng 7 thì những đức chia sẻ Phật pháp rồi. Sáng khoảng 3 giờ rưỡi chúng ta có pháp hội Di Đà nguyên ngày đó. Thời khóa tu tới buổi tối cũng 6 giờ cũng cái chương trình chính nhất để ngày lễ Phật đản. Nên còn bữa nay thì tổ chức nội bộ những đứa không có thông báo, đây là chúng chùa thôi, nên gọn vị trí của chánh điện của mình. Nên quý vị biết rằng là chương trình Phật đản rất là quan trọng. Những đức khi để ý thấy những ngày lễ hội của Phật giáo rất là hay, rất là có phước duyên rất lớn. Tại vì có những người người ta chưa ăn chay trường thôi mà ngày lễ của Phật giáo là người ta phát tâm ăn chay trường. Hay vậy đó. Ví dụ như lễ hội trong nhà Phật á, khắp nơi nơi mà người ta tổ chức, người ta về chùa đông biết bao nhiêu nói. Nếu như mà sát sanh hại vật thì không biết bao nhiêu con vật chết mà nói. Nên trong đầu Phật mới có câu từ bi hỷ xả. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nên những cái ngày lễ hội ở trong chùa đa phần là chai lạc hết. Nên những đức mới nói rằng là cái ngày lễ hội ở trong chùa chiền, ngày lễ hội, ngày vía của Phật Bồ Tát, cái công đức phước báo của các ngài quá thù thắng. Và cũng dựa vào những ngày lễ hội này mà tất cả các chùa dùng cái phương tiện này để giúp chúng sanh. Thì đó là có ngày lễ, ví dụ như ngày lễ Phật đản, biết bao nhiêu Phật tử khắp nơi nơi về chùa. Mỗi chùa là có một cái phương tiện khác nhau, quy hướng về chỉ là mục tiêu mong giúp được Phật tử. Mỗi người mỗi cách giúp khác nhau. Có những ngôi chùa thì tổ chức hát ca, đọc viễn văn, hoặc là chương trình này nọ. Rồi có những ngôi chùa cũng có thuyết pháp. Nghĩa là mỗi chùa có một cách tổ chức, nhưng mà quy hướng về vẫn là có tâm từ bi, mong rằng những Phật tử về chùa có được sự bình an, hạnh phúc. Đó. Nên lễ hội của Phật Bồ Tát là những phương tiện mỗi năm. Nên những đức nói đó cũng là một cái đại phước báo nhân duyên. Rồi Phật tử khắp nơi nơi được về chùa, rồi cũng được tu duyên tu phước. Rồi từ cái lọc tu duyên tu phước đó mà chư tăng đại chúng trong chùa cũng có cuộc sống để mà tu hành hướng đến đạo pháp. Nên những đức nói rằng là các ngài sinh ra đời đã là ý nghĩa rồi, mà khi mà các ngài nhập niết bàn rồi, mà qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu thế kỷ, mà thời gian đó đi qua mà các ngài vẫn lưu danh sử sách. Mỗi năm đến ngày lễ vía của các ngài, ngày Đức Phật đản sinh, như câu thế gian chúng ta nói là sinh nhật, tưởng nhớ ngày sinh. Mà cái tưởng nhớ ngày sinh của mình thì có khi còn sát sanh hại vật, mình còn không nghe được những điều có đạo lý để hướng đến sự giải thoát. Còn những ngày
lễ vía của các ngài, mừng ngày đản sinh của Phật, thì lại nghe được cái sự giải thoát của một con người khi đến với cái cuộc đời thì cũng là một con người bình thường, cũng có cha có mẹ sinh ra đời, cũng như ta cũng có cha có mẹ. Nhưng người ta lại lưu danh sử sách và nghe đến tên tuổi thì cảm thấy vui mừng, bình an. Mỗi người có sự bất an gì cũng niệm đến danh hiệu của Phật để cầu sự bình an của nội tâm. Còn người ta nghe đến tên mình thì thấy ớn, sợ. Nên cuộc đời của người, người xưa có câu nói rất hay: hùm chết thì để da, người ta chết thì để tiếc. Nên ngày lễ Phật đản là ngày để mà mỗi người tự quay lại chính mình, để nhắc mình coi mình sống làm sao, để bản thân mình cũng làm được một cái gì đó, dù không làm được như Phật, nhưng bản thân mình cũng làm một chút gì nho nhỏ như một cọng lông của Phật, chúng ta cũng cảm thấy cuộc đời mình cũng rất mừng và có ý nghĩa. Nên chùa mình, bất cứ một cái chương trình nào chùa mình tổ chức cũng là một chương trình có chia sẻ Phật pháp, nói lên cái ý nghĩa. Thí dụ như Đức Phật khi sinh đến cuộc đời này, một tay chỉ giờ, một tay chỉ đất. Ý của Ngài muốn nói với chúng ta rằng chỉ có cái đạo đức là trên hết, chỉ có cái đức hạnh con người là trên hết. Vừa mới sinh ra chỉ giờ chỉ đất. Vì mỗi người chúng ta khi mới sinh ra chúng ta có chỉ gì không? Nên từ nơi đó mà nên mới là bậc thánh đến với cuộc đời này. Trải qua thời gian gần 3.000 năm mà luôn luôn tới ngày lễ Phật đản là khắp nơi nơi các tỉnh thành, nào là làm xe qua diễu hành tưởng nhớ một cái sự biết ơn Đức Phật đến với cuộc đời này. Đức Phật đến với cuộc đời này mà đem cái ánh sáng đến với cuộc đời này, không có tác hại gì cho người khác. Khi sinh ra thì chờ người đều hoan hỷ, thầy có chờ người, cái đức hạnh của Ngài lớn như vậy. Nên mỗi một người chúng ta gặp được Phật pháp là chúng ta được có cơ hội để trau dồi cái đạo đức, cái tự tánh Phật của mình thì có sẵn, nhưng mà mình bị che lấp bởi cái tâm tham sân si của mình nặng quá, nên nó không lộ được cái tự tánh. Nên chúng ta cần phải học Phật, cần phải hướng đến chánh tính để học. Từ cái chỗ hướng đến chánh tính mà học, tự tánh mình mới hiển lộ. Thật sự với quý vị rằng là mỗi một người chúng ta đến ngày lễ Phật đản có chương trình tắm Phật để nhắc nhở mình, bản thân của chúng ta mỗi người cái tâm mình nó ô nhiễm nặng nề quá, để tổ chức cái chương trình này để mỗi một người mình giống như tắm Phật để nhắc nhở mình, để soi gọi cái tâm mình có những cái tâm buồn người, giận người, hận người, không vừa lòng, không vừa ý. Chúng ta cũng cầu Phật, Bồ Tát gia hộ cho chuyển hóa được cái tâm của chúng ta. Thật sự mà nói thì mình nói là cầu Phật, Bồ Tát để chuyển hóa được cái tâm của mình, chứ thật sự thì chính mình phải có sự giác ngộ để chuyển hóa được cái tâm buồn, giận, hận, trách của mình mới là đúng. Đó mới là đúng thật sự luôn quý vị. Vì chữ Phật là chữ giác ngộ. Nếu như chúng ta mê hoặc điên đảo thì cái tâm buồn giận hận trách chúng ta nó cấu kết như từng sợi chỉ mà kết thành một màn lưới, nó không có rờ ra cái sự phiền não đó. Nên mỗi lần mà chúng ta dự một chương trình lễ hội trong nhà Phật là mỗi lần chúng ta nhắc nhở mình, nó cảm giác nó bình an, nó cảm giác như nó có một cái sự gì giác ngộ. Nên mỗi một người, người ta được đi đến chùa, người ta dự một cái lễ Phật đản, dù một người đã mê hoặc điên đảo cỡ nào mà ta nghe nói cái lễ của nhà Phật đông người đi đến gì, người ta cũng đi theo. Khi người ta đi theo, người ta được đi đến chùa,
dù cỡ nào ta cũng nghe được danh hiệu Phật Bồ Tát. Nhờ cái chủng tử đó mà nó phát khởi được tự tánh Phật, cái nhân duyên của người ta gieo nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ đến lúc nó hiển lộ. Nên quý vị thấy quý thầy xây lên những ngôi chùa, mỗi ngôi chùa cách tu khác nhau, nhưng chung quy vẫn là pháp tu của Phật. Người thì đọc kinh, người thì trì chú, người thì niệm Phật, người lễ Phật, đủ thứ cái cách tu trong 8.000-4.000 pháp môn đều là nằm trong vị trí pháp tu đó. Nên mỗi một con người chúng ta đi đến chùa, nó có cơ hội để mình phát khởi cái nhân duyên mà mình đã gieo. Thí dụ như mình đã từng trì chú thì gặp chùa trì chú, mình đã từng tụng kinh thì gặp ngôi chùa tụng kinh, mình đã từng tu thiền thì mình gặp ngôi chùa tu thiền, mình từng tu mật tông thì gặp ngôi chùa tu mật tông, mình từng học gì di thức, học học này học kia thì gặp ông thầy ông dạy mình học. Còn mình gặp ông thầy du tăng thì ông thầy ông dẫn mình đi vòng vòng ngoài đường. Nghĩa là mỗi một con người có nhân duyên ở trong cuộc đời này để gặp lại cái nhân duyên đó, mà chúng ta bây giờ gặp là cái quả mà nhân mình đã gieo. Mọi vị trí nó đều có một cái sự lợi ích rất là lớn. Nên chùa chiền mọc lên nhiều thì tốt. Tại vì sao? Vì có những con người người ta dù là chưa tu hành giải thoát gì, nhưng mà người ta cũng có sự gỡ gấp. Xin thưa quý vị, có những con người ta ở ngoài đời người ta tạo bao nhiêu nghiệp trước, lúc đương thờ, lúc thịnh vượng, người ta có khi người ta không có bước đến chùa chiền đâu. Nhưng khi người ta có cái khổ đau gì thì lúc đó gặp bạn, bạn cũng không giải tỏa giùm được. Gặp chồng, chồng không giải tỏa được. Gặp vợ, vợ không giải tỏa được. Gặp cha mẹ cũng không biết giải tỏa làm sao. Cuối cùng người ta lại đi đến cửa chùa, người ta quỳ trước tượng Phật Bồ Tát để người ta van xin, người ta cầu nguyện, người ta gỡ gắm những cái điều đau khổ cuộc đời, người ta đến với Phật Bồ Tát. Tuy là tượng Phật đứng hoặc ngồi sừng sững vậy đó, nhưng mà không nói gì, nhưng về cái mặt tâm linh nó có sự cảm hóa. Rồi người ta lại đem những điều buồn phiền trong nội tâm người ta, có khi kể cho người này người kia nghe, thì có khi còn gây ra tác dụng phụ. Nên người ta đến người ta kể, người ta chút bỏ đi những cái nỗi buồn khổ trong cõi lòng. Đức Phật vẫn ôn tồn, bình tĩnh, vui vẻ, hoan hỷ, mỉm cười khi đón nhận những lời chia sẻ của chúng ta đó. Nên mình gặp chùa chiền mà phát tâm say hoặc là đốt chuông, mình là mỗi người Phật tử mình có đồng cắt, mình chung tay, đó là cái tấm lòng để lại mãi mãi cho cuộc đời. Cái đó là một cái việc tốt mà. Nên chúng ta phải có tâm như vậy. Nên đạo pháp nó rải rộng ra, mỗi một cái cách tu đều là có cái tâm để độ sanh, mỗi một phương pháp đều có cái tâm mong chúng ta phát khởi được tự tánh Phật. Cái này quan trọng lắm quý vị à. Nên Phật tử mà đi đến chùa mà được giáo dục, được dạy nó hay dữ lắm. Mình sống mình nhớ, khi con người người ta thịnh vượng ào ào, chúng ta có khi tránh xa họ một chút thì cũng không có sao, vì họ quá thịnh. Nhưng khi con người người ta gặp nạn, mà cái lúc mà đó mà mình lại bỏ rơi người ta, thì con người mình sống tệ dữ lắm. Chúng ta sống trong cuộc đời này nhớ kỹ, lúc người ta cưỡi ngựa, người ta háo hức, khỏe quá thì mình cũng mừng cho người ta. Nhưng lúc lỡ người ta té ngựa thì bản thân của mình cũng đừng nên đến đạp người ta thêm đạp. Sống vậy nó không có đúng với lương tâm của người. Quý vị biết mình mang được cái thân người này là mỗi người chúng ta đều là giữ được năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nên chúng ta mới được thân người lục căn đầy đủ đang ngồi đây nè. Chứ nếu như mà chúng ta không giữ được năm giới, chúng ta không có được thân người gì đâu. Mà nếu giữ được năm giới, mà năm giới gì bậc hạ nhất á, thì quý vị không có ngồi đây đâu. Mà quý vị giờ này đang ở biên địa. Biên địa là gì? Cái nơi mà không có Phật Pháp, cái nơi mà sát sanh hại vật, cái nơi dùng biển cả mênh mông mỗi ngày đi đánh bắt, không bao giờ nghe được một câu Phật Pháp. Khi họ nghe Phật Pháp thì họ sẽ ngủ, họ nhức đầu, họ đau đầu, họ không có nghe được đâu. Nên có những thầy từ bi,
nên mới dùng cái cách chia sẻ Phật pháp, truyền tải Phật pháp lạ thường để cho những con người nghiệp nặng đó đó người ta mới chịu nghe. Chứ nếu như mà chậm như vậy thì chỉ có con người chuyên tu như vậy mới ngồi yên được gì mà nghe. Không đơn giản đâu. Nên những đức không có nói gì hay ho, nhưng mà cuộc đời của mình từ khi đi tu hay sống ngoài đời gì cũng vậy, chơi với bạn nó có một cái chữ chung. Khi ở trong chùa, trong những thời điểm dịch bệnh quý vị thấy rất rõ ràng dịch bệnh, nhưng bất cứ một Phật tử nào đi đến chùa cũng đều mở cửa chùa cho người ta được vào chùa. Và có nhiều người trong thời điểm đó cả gia đình người ta vô chùa ở trong cái mùa dịch bệnh. Những cái ân tình đó bản thân mình mới hiểu được lòng người. Khi khó khăn nhất người ta vẫn tiếp mình, người ta vẫn tiếp mình, đó mới là chân quý. Còn lúc mình đương thờ người ta đến với mình chưa nói lên gì đâu, nhưng khi chúng ta thất thế xa cơ mà người ta dẫn đến với mình, đó mới là điều mà vô cùng chân quý. Nên quý vị biết rằng đạo Phật, người tu hành nó có sự sàng sẻ. Khi mà một cái hội chúng cực kỳ đông thì nó sẽ sàng sẻ. Nó sàng sẻ quý vị qua những thời gian mà thị phi. Những cái thời gian thị phi đó nó coi có tâm tính con người quý vị có kiên định hay không, để nó sàng sẻ những con người không có kiên định trong đạo Phật, sàng sẻ bớt đi. Thật sự mà nói, trong cuộc đời này nếu mà nó vượt lên hoài thì nó không biết lên tới đâu. Con diều có bay cao cỡ nào thì cũng phải hạ cánh. Ở trong cuộc đời này có lên cỡ nào thì chúng ta cũng phải rớt xuống. Nên khi mà cái nơi chùa chiền mà nó quá thịnh, con người quá đông, thì nó mới xảy ra vấn đề để sàng sảy những con người không có tâm quyết đó bớt đi, để tích lọc lại, để nó sạch sẽ cái nơi ngôi chốn giả lâm. Thấy không? Rất là quan trọng đó nghe. Nên mình phải bình tĩnh và phải cực kỳ có góc độ sâu sắc. Nên cái ngày Đức Phật đản sinh đến với cuộc đời này, ngài đem cái giáo pháp để truyền giao cho chúng ta là nền giáo dục. Cái giáo dục của Phật pháp nó hay dữ lắm. Những đức phải công nhận là cái giáo dục của Phật pháp hay. Ai học Phật nhìn nhận sao không biết, nhưng những đức nhìn nhận Phật pháp là đúng là nền giáo dục hay. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài là bậc đại trí tuệ, ngài đã chứng quả vị Phật là đỉnh cao nhất. Ngài đã dùng cái giáo pháp của ngài mà ngài giáo dục con người trong cái thời cuộc đó. Đức Phật là đi khắc thực, ngồi là chỗ nào là giảng về giáo pháp giải thoát. Khi Đức Phật ngồi là cõi cây, người ta tập trung lại, thì Đức Phật giảng dạy bằng nhân quả của nhà Phật. Đức Phật sẽ giảng dạy như thế nào? Này hỏi chúng, tất cả các người phải hiểu về định luật nhân quả. Đã gieo nhân thì gặt quả. Còn dù ai có phỉ báng ta, ai có xem thường ta, thì các người cũng phải hiểu sâu nhân quả. Chuyện của ta đã tạo ra của nhiều đời nhiều kiếp thì quả báo đến với ta. Hôm nay ta phải vui vẻ trả món nợ mà ta đã gieo cái nhân của nhiều đời nhiều kiếp. Nên tất cả người nghe ta, theo ta, tôn trọng ta bằng một cái chánh tính sáng suốt, chứ không phải là mù quáng binh vực ta để các người tạo tội nghiệp. Được chưa? Đức Phật sẽ giảng dạy cho tất cả những hàng đệ tử và đại chúng cư sĩ nam, cư sĩ nữ nghe về định luật nhân quả, để tất cả những con người học Phật không có làm những cái điều làm loạn trong giáo pháp của Phật. Đức Phật mới được người ta thật sự tôn kính là một vị đại nhẫn, đại thành tựu. Đức Phật nói rằng đại nhẫn nại thì đại thành tựu, nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thành tựu lớn. Đức Phật đã thành Phật rồi, là bậc tu hành giải thoát rồi. Nếu là bậc chân tu thì dù ai có phỉ báng mình thì họ cũng là bậc chân tu. Bản thân mình lại là chưa phải người tu hành gì mà mình lại nhào ra binh họ. Bản thân mình lấy giấy để chùm lửa thì mình không có khả năng đó đâu. Hãy xem lại chính mình, coi chừng bản thân mình sai lầm. Hiểu không?
Nên những đức là một phàm tăng thôi, mà những đức còn nhắc nhở tất cả hàng Phật tử. Khi những đức gặp những nạn tai, người chửi mắng, người xem thường, người phỉ báng, tất cả những người Phật tử nghe những đức chia sẻ Phật pháp, không có một người nào ra mặt mà đi chống phá lại. Vì đó là những con người mê hoặc điên đảo. Nếu quý vị làm theo điều đó là quý vị cùng với họ đi tạo nghiệp. Nên quý vị để cho những đức trả những cái nghiệp mà mình nhiều đời nhiều kiếp đã từng châm chích người khác. Rất rõ ràng, đã nói rất nhiều lần trước khi những việc mà những đức đã phạm phải và bị những việc người ta nói này kia. Nên những đức đều hướng dẫn Phật tử rất kỹ, rất rõ ràng. Thì những đức tin chắc Đức Phật là bậc đại giác ngộ, khi Ngài đi khắc thực, ngồi ở bất cứ một cái cây nào, chúng sanh quy tụ về Ngài giảng, Ngài sẽ giảng về nhân quả, và Ngài giảng về giải thoát. Nên tất cả những người học Phật, họ không có cái tâm tính hơn thua đấu đá, vì họ được tiếp nhận giáo dục. Nếu như chúng ta chỉ có cái tâm mê hoặc điên đảo chạy theo, mà không nghe kỹ cái giáo pháp về nhân quả, bản thân mình lại binh bằng một cách rất mù quáng, thì đó là tự mình không biết lượng sức mình là ai. Quý vị biết rằng cả Đức Phật mà đi khất thực ngoài đường, mà những đạo giáo ngoại đạo, ngoại đạo không phải mắng người, ngoại đạo là không phải học cái đạo giải thoát, nên gọi là ngoại đạo. Nên ngoại đạo lấy ra gai gốc, lấy miệng chai liền ở ngoài đường, Đức Phật đi ngang cho ngoại đạo thấy, ngoại đạo phải quỳ mọp xuống. Không có một đệ tử nào của Phật ban ra chửi mắng hay đánh đập người ta gì cả. Khi ngoại đạo liền chà gai, liền miễn ra, Đức Phật tức khắc đi ngang đó luôn, và tất cả đệ tử của Phật đều đi ngang đó hết. Xong đi đến là một cõi cây, thì đệ tử của Đức Phật phải thỉnh bạch Đức Thế Tôn: vì sao ngoại đạo đối xử như vậy? Khi thầy rất từ bi, đi đến con đường này họ ghét thầy, họ liền gai, liền miễn ra, tại sao thầy không tránh đường đó thầy đi, mà đi đường này đi ngang qua, để chân thầy máu chảy linh láng như vậy? Đức Phật nói rằng: khi quả báo đã đến, thì dù ta là bậc đại giác ngộ cũng phải vui vẻ trả món nợ này. Ta là người dẫn các con đi trên đoạn đường này, thì ta đã đi ngang thì các con cũng đi ngang. Không có một đệ tử nào mà dùng sức mạnh để mà tranh đấu lại với họ. Quý vị phải nghe như vậy thì quý vị mới là người thật sự quý vị tiếp nhận đạo pháp, chứ không phải là mù quáng bằng cách chúng ta tưởng đâu là binh vực. Không phải bậy bạ quá, đạo Phật không cần nói đến chữ binh vực quý vị à. Thầy mình dù có bị chù dập cỡ nào, ổng vẫn bình thản. Đó mới là người mình thật sự đáng cần thiết tin tưởng mà đi theo. Rất bình tĩnh. Đó. Bây giờ mà trên mạng bao nhiêu con người người ta nói những đức, nhưng mà những đức mỗi ngày vẫn cười, vẫn vui, vẫn nuôi 2000 con người, vẫn suy nghĩ bao nhiêu chương trình lợi ích cho người khác. Một bên thì rủa chửi mình, một bên thì mình tiếp tục làm việc tốt cho người ta. Hồi sáng như Đức nói với các cụ, ly nước và chén cơm các cụ đang dùng, cũng bao nhiêu con người người ta mắng nhiếc những đức, nên các cụ phải cố gắng mà niệm Phật. Nên từ nơi đó mà mình là người học Phật, mình phải tiếp nhận giáo dục. Những cái bài chia sẻ này cực kỳ quan trọng, nhưng để cho người lọt vào lỗ tai thì chỉ có con người chúng ta có thiện căn, chúng ta mới tiếp nhận. Chúng ta thường bị cái không vừa bụng, không vừa lòng, nó làm cho chúng ta bị mê hoặc điên đảo. Giống như cái không vừa lòng, không vừa ý, nó là một cái dòng xoáy phiền não, nó đã bao trùm cái bộ não sáng suốt của chúng ta, nó đã làm cho bộ não chúng ta tối tăm luôn. Nên chúng ta không thể nào mở tâm trí ra để nghe những cái cực kỳ quan trọng khi mình được tiếp nhận vào pháp. Vậy thì nhớ, nên Đức Phật là người giảng pháp thường xuyên. Đệ tử của Phật thì phải giảng pháp rõ ràng, cỡ nào cũng phải nhìn được căn tính chúng sanh mà giảng pháp. Người ta nghe, người ta được lợi ích xác thực.
Cư sĩ nghe, cư sĩ được lợi ích. Khổ đau nghe, khổ đau được lợi ích. Người tu nghe, người tu được lợi ích. Đều có một phương pháp tu rất rõ ràng. Cái quan trọng phải nhớ câu này: khi Phật còn tại thế, chúng ta lấy Phật làm thầy. Khi Phật đã nhập Niết Bàn, chúng ta lấy nhân quả làm thầy. Nhớ câu này. Khi Phật không còn tại thế, chúng ta lấy nhân quả làm thầy. Từ nơi đó, mỗi người chúng ta sẽ không bao giờ có cái chuyện mắc tính tâm với ai, vì chúng ta lấy nhân quả làm thầy. Bạn gieo nhân gì, bạn gặt quả báo nay. Rất rõ ràng. Chứ đúng ra thì lấy kinh giáo làm thầy đó, nhưng vì chúng ta tụng kinh giáo chúng ta lại không hiểu, nên chúng ta đi sát vô thờ mạt pháp luôn. Là nhân quả, nhìn quả biết nhân, nhìn nhân biết quả. Sự tạo tác của chúng ta hiện tại là nhân quả rất rõ ràng. Đó là góc độ cực kỳ sâu sắc đó. Nên mong rằng tất cả hàng Phật tử chúng ta có được nhân duyên, được đến chùa và được nghe pháp, được tiếp nhận giáo pháp mà Đức Phật đã truyền trao cho chúng ta. Chúng ta là đệ tử sau này tiếp tục thì đem cái giáo pháp đó làm sao phù hợp cho con người nghe, tiếp nhận được. Nên từ bây giờ mãi về sau, cuộc đời những đức tu hành tuyệt đối, những đức không bao giờ cần thiết một Phật tử nào khi ra mặt gì cho những đức. Mình là người tu hành, mình đều nhắc nhở hàng Phật tử rất rõ ràng. Con người hành đạo trong thời cuộc này phải nhìn nhận được cuộc sống nhân sinh thời đại 4.0 này như thế nào thì mới hành đạo được. Tuy những đức học không bao nhiêu, nhưng những đức đã tra rõ hết rồi với cái cuộc sống nhân sinh, tính tình con người từ như thế nào, thế nào, thế nào. Nên những đức có thể biết được đem Phật Pháp giới thiệu như thế nào để chúng sanh được lợi ích. Chắc chắn như vậy. Đó. Mong rằng ngày lễ Phật Đản bữa nay chúng ta tổ chức tại Tổ đình Hộ Pháp, có buổi chia sẻ Phật Pháp này sẽ giúp cho quý vị có lợi ích nhiều hơn nữa khi chúng ta nghe Pháp mỗi ngày. Và mỗi ngày nên cố gắng nghe Pháp, gặp được Pháp môn tịnh độ mà Pháp môn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày giới thiệu. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nói rằng: giả sử Như Lai ưng sức thế, di thuyết Di Đà bổ nguyện hải. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày đến thế gian này vì cái bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà đã phát lên rằng khi ngài thành Phật thì vị Phật nào cũng phải tán thán bổ nguyện của ngài. Nếu như có một vị Phật không tán thán thì Đức Thích thì Phật A Di Đà ngài không thành Phật. Nên ngài thành Phật thì tức khắc tán thán bổ nguyện của Di Đà. Nên chúng ta là đệ tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ chúng ta bái Phật A Di Đà làm thầy đi. Nên phát nguyện sanh cực lạc đi quý vị. Tất cả ai khổ đau trong cuộc đời này và ai muốn hưởng thụ cái thế giới mãi mãi vĩnh cửu thì quý vị nên hướng thượng lên một chút. Hiện tại niệm Phật cũng có được niềm vui cực lạc ở nhân gian. Và cuối đời, cái quan trọng đặc biệt là hướng đến là Tây Phương Cực Lạc. Điểm chính là Tây Phương Cực Lạc, rất quan trọng. Nhớ nghe quý vị. Bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện. Xong chúng ta có chương trình tắm Phật một chút. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài, cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài, cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài, cho đến lúc lâm chung không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài, cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà,
Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Ở ngày lễ Phật đản mà chúng ta tán thán bộ nguyện Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni ở một cái quốc độ nào, Ngài cũng đang mỉm cười. Chắc chắn Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói: những đức làm đúng đó con. À, rất đúng. Vì Ngài muốn chúng sanh về cực lạc mà. Mình nương vào cái ngày lễ hội của Ngài mà để tán thán bộ nguyện Di Đà. Giống hệt như giả sử Như Lai ưng xuất thế. Xuất thế Di thuyết Di Đà bổ nguyện hải. Rất đúng. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni giờ này Ngài mỉm cười vui lắm. Rất là vui. Pháp hội rất trang nghiêm quý vị. Rất là trang nghiêm. Nên có những buổi giảng những đức mà nó trầm lắng thì chúng ta cũng đừng nên quá háo hức. Nó giữ được hoàn cảnh rất là trang nghiêm, rất đặc biệt. Đúng không? Còn có những lúc nào mà mình vui thì mình sẽ cùng vui. Còn có những lúc nào mình trầm lắng thì chúng ta nên trầm lắng một chút quý vị. Nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta phải cố gắng niệm Phật, nhớ nghe. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không mà Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm á, vậy mà Ngài ngưng giảng, Ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ đó. Có người thỉnh hỏi Hòa Thượng: vì sao Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm giữa chừng Ngài lại ngưng giảng mà giảng kinh Vô Lượng Thọ? Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nói rằng: kinh Vô Lượng Thọ cứu chúng sanh nhanh hơn. Hiểu không? Mà Vô Lượng Thọ kinh là ai biết không? A-di-đà Phật. Tất cả Đức Phật A Di, có nghĩa là Đức Phật A Di Đà, Ngài có những danh hiệu mà chúng ta đều về cực lạc có hết. Đức Phật A Di Đà mình niệm danh hiệu Ngài, mình về cực lạc thì mình được Vô Lượng Thọ. Nghĩa là Ngài có một danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ. Và Ngài có một danh hiệu là Phật Vô Lượng Trí Tuệ. Chúng ta về cực lạc chúng ta có Vô Lượng Trí Tuệ. Và Ngài có khả năng Phật Vô Lượng Độ Sanh. Thì chúng ta về cực lạc chúng ta có khả năng độ sanh vô lượng. Và Ngài có một danh hiệu Phật Vô Lượng Nhân Duyên. Như vậy thì chúng ta về cực lạc có vô lượng nhân duyên.
Nên người ở cõi đời này thiếu duyên niệm Phật có duyên. Ngài có một danh hiệu Phật vô lượng phước báo, nên chúng ta niệm danh hiệu Ngài chúng ta có đại phước báo. Và chúng ta ở cõi đời này niệm danh hiệu Ngài thọ mạng kéo dài, vì chúng ta về Cực Lạc được vô lượng thọ. Chúng ta ở cõi đời này niệm danh hiệu Ngài tăng tuổi thọ. Tăng tuổi thọ là vì sao? Vì vì có nhiệm vụ, có nhiệm vụ để thị hiện làm việc tốt. Còn chừng nào không còn nhiệm vụ thì được Ngài rước về Cực Lạc, rất là quan trọng ha. Nên pháp môn tịnh độ là pháp môn số 1. Vì sao gọi là số 1? Trong 84.000 pháp môn, vì sao gọi pháp môn tịnh độ là số 1? Vì thượng trung hạ đều tu được nên là số 1. Từ nơi đó mà 10 phương chư Phật đều tán thán. Trong 84.000 pháp môn của Phật thì chỉ có đúng tịnh độ mới được 10 phương chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài tán thán. Khi Đức Phật A Di Đà phát 48 lời đại nguyện là mặt đất chấn động, cảnh giới của 10 phương chư Phật đều động đến hết. Nguyện của Phật A Di Đà khi phát lên, từ nơi đó mà 10 phương chư Phật đều tán thán cái bộ nguyện của Di Đà và tôn xưng Đức Phật A Di Đà là vị vua của các Phật. Vua của các Phật. Vì sao? Vì bổ nguyện độ sanh vua của các nguyện, vì khả năng độ sanh vua của các cách độ sanh, giúp chúng sanh tiện bề độ sanh rất nhiều, nên Ngài được 10 phương chư Phật tôn xưng là vua của các Phật. Nên người gặp tịnh độ mà tin tịnh độ mà tu tịnh độ thì quý vị đang tu cái pháp gọi là vua của các pháp. Nhớ kỹ. Và hiện đời này gây dựng cái tâm tu cả đời niệm Phật, tính nguyện kiên cố niệm Phật, thì chắc chắn quý vị thành tựu đời này quý vị là vua của các môn thành tựu. Quá đặc biệt. Một cái pháp như vậy mà không tu thì chọn pháp nào? Mà tu tịnh độ là Đức Phật 10 phương đều tán thán. Vì sao? Vì một đời có thể thành tựu. Bỏ tịnh độ thì 10 phương chư Phật không tán thán quý vị, vì quý vị chưa chắc đời này thành tựu. 10 phương chư Phật tán thán quý vị vì quý vị là bậc trí tuệ. Quý vị sanh trong thời mạt pháp mà quý vị lại là một người rất có trí tuệ, lại có nhân duyên đặc sắc quá dày để tin tịnh độ và niệm Phật, nên 10 phương chư Phật khen quý vị. Thằng đó, con nhỏ đó, sanh trong thời mạt pháp, nhiều sự cám dỗ của vật chất, như vậy mà nó ngồi đó nó niệm Phật, nó đứng đó nó lễ Phật thường xuyên, thiết là giỏi. Tương lai khi cuối đời, người này sẽ được về Cực Lạc. Mà vì sao 10 phương chư Phật lại tán thán người niệm Phật như vậy? Vì 10 phương chư Phật muốn quý vị thành Phật. Vì quý vị thành Phật, quý vị sẽ đi độ sanh thêm nữa. Cũng như những đức muốn nhiều người thuyết pháp tịnh độ, vì muốn cho nhiều người nghe tịnh độ, để nhiều người thành tựu một đời này, nên cũng có tâm đó. 10 phương chư Phật cũng có tâm đó. Nên từ nơi đó mà mọi người gặp tịnh độ, tin tịnh độ, tu tịnh độ, lòng tin có nguồn gốc. Nguồn gốc ngay chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chọn cho chúng ta pháp tu này. Nhớ nghe quý vị. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.